Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải này. Và Duy Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ này. Ở video này Khải sẽ soi xích đồ của một cao thủ, đó là trưởng lão băng Khải nè. Đó, anh Tâm Thánh, một trong những dân chơi khá là ok. Và cho đến bây giờ thì anh ta cũng đã sở hữu cho mình một set tím rồi, khá là trâu. Như hôm nay anh em cũng biết là đã có một set tím thì ảnh bờ cao hôm nay làm ảnh võ đan nè. Và đã đánh cho mình 247 mạng và 23 NPC và tử vong 39 lần và liên chạm 39, khá đẹp. Và hôm nay được top 4. Thì như top 4 thì băng Khải thì ảnh vừa rồi ảnh sẽ được thưởng 800 xu. Sẽ được thưởng 800 xu. À, top 4 là 700 xu. Và top 7, 8, 9, 10 sẽ được thưởng 500 xu. Rồi anh em cùng xem sẽ đồ anh Tâm Thánh nha. Trời ơi, hôm nay được kỹ năng cũng có một cấp nữa nè. Gì khác quá. Hiện tại đang đem mặt nạ vương giả, kỹ năng cũng có một cấp. Thì việc này đang có cho mình một cấp nữa nè, một cấp kỹ năng. Hiện tại băng Khải không còn cái dòng kỹ năng nữa, là chỉ một cái dòng kỹ năng thôi. Và đang sở hữu mình, trời ơi, một giải chiến No 1 server. Kháng tất cả 16, hợp kim, kháng độc 25, sức mạnh 18. Trời ơi, cái gia truyền này mà đánh con lồng đào khá là ngon. Ok nè. Đang sử dụng một cái áo 46, 5 dòng hợp kim, 40, 25, 190 máy và trưởng hóa sức hương 10. Quá chắc. Một cái nón mắt pin 25, 40. Đó, full đồ tím nè, set anh này full đồ tím cực kỳ đẹp luôn nè. Nón thủy đẹp trai, nón lá nè, thấy chưa. Đó, mà hiện tại anh chưa xuống nón lá, anh đang nón hai mái mà thôi. Nếu xuống cấp 4 giống Khải thì sẽ xuống nón lá như nào. Và đang có một bao tay làm chậm 40 sinh lượng lực. Bao tay này không ép phòng thủ, hơi tiếc nha. Và một đôi giày tóc 38 trường hóa 10 và sắt kháng lôi 22 sinh lượng lực cao. Và đai lưng kháng lôi 30 dòng 1 sinh lượng lực cao. Đang sử dụng một cây bóng thủy No 1 server. Đây là ạc võ đan, cũng có thể là ạc võ đan No 1 server đó nè. Ở bang mình có một ạc nhất hoa nhất thế nữa. Để bữa nào Khải soi đồ có thằng em nhất hoa nhất thế cho anh em xem. Cũng full set đồ tím cho anh em, nhưng mà chưa có cây vũ khí. Thì anh Tâm Thánh này, theo Khải nghĩ anh Tâm Thánh này có thể là top 1 giờ đang này, No 1 giờ đang này. Tiếp tục là một cái nhận kháng độc 19, sinh lượng lực 58, nhận kháng lôi 20, lực 25. Và một ngập bội kháng họ 20, sinh lực 80. Thì nói chung thì nhìn sơ qua set đồ này thì làm chậm là 40 và 80 chó nè. Đó. Thì nếu có cái 10 thì được 70 làm chậm. Và chó thì lên đến 101. Từ vũ khí và nón thì được 80 rồi, đặt móc rồi. Kèm theo ngay mây thì 101 chó nha nè. Đồ cùi mà có hạn hình thôi anh nè. Đâu anh em hỏi bất kể hay nè. Rồi nói chung thì set đồ này thì trên dưới tiền không nè. Cái cây vũ khí này bèo lắm cũng phải 45 kim 3 triệu. Cái nón này thì bèo lắm cũng phải 5 đến 7 kim. Khoảng 4-500 nghìn rồi. Áo này cũng vậy nè. Đồ tím mà ép lên rất là thốn nè. Đai lưng này thì 3 dòng thì khá rẻ thôi. Đồ ép thì khẳng cái đai lưng này ép đẹp lắm cũng mất khoảng 3 kim, khoảng 200k. Và bao tay này cũng tầm đó nè, khoảng hơn 200k. Và đôi giày này mít cái dòng kháng lôi 22 nhưng mà vẫn xài tốt em sinh lượng lực. Thì đôi giày này thì nó cũng trung bình khoảng tầm 5 đến 7 kim. Thì nói chung thì set đồ này thì mắc nhất cả vũ khí nữa. Đó, cái foil cả vũ khí này ảnh có người mua 1 triệu mà ảnh không bán, ảnh ép luôn. Và cái này phải tầm giá hơn 3 triệu rồi. Trong set đồ này trên dưới thì kèm con ngựa thì ai nghĩ set đồ này gần 5 triệu nè. Set đồ này nếu mà ép thêm một số dòng đẹp nữa thì có thể là hơn 4 triệu là cái chắc rồi. Và gia chiên này thì theo Khải biết thì anh mua gần 2 triệu rưỡi 3 triệu gì đó. Thì nói cái hai cây này không đã gần 5 triệu rồi nè, anh em thấy chưa? Hai cái này gần 5 triệu rồi. Gia chiên này, cũng là vũ khí này gần 5 triệu rồi. Thì set đồ này thì Khải nghĩ chắc hơn 5 triệu nha anh em. Hơn 5 triệu là cái chắc rồi nha anh em. Anh em xem video thì đừng quên cho anh cao thủ Tâm Thánh này hạng 31 một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em. Và hôm nay thì được top 4 thông kim nha. Và xin kính chúc anh em xem like vui vẻ và đừng quên hãy đăng ký kênh và nhấn like chia sẻ video nhiệt tình giúp Khải, đỡ Khải sẽ cố gắng ra những video cho anh em xem.